ông nói người Bắc hay vậy? Không, cái thằng nó nói ông đất đất đó, mắc cười á. À, là nó hỏi ông hả? Ủa, ông hỏi nó? Bả hỏi, trời ơi. Ơi. Mà nó đi xe gì? Nó đi xe đạp, bả đi xe máy. Ờ, à, rồi. Bà kia bác hỏi là sao đáng lẽ người ta phải trả lời là cô là ai, cô đi, ta đi, đúng không? Thằng này không phải là phải chửi lại. Ờ. Ờ. Ông kia mới chế lại nữa hả? Xong rồi. Rồi sao này nó chế lại hạn chế nha. Vừa lại hiểu không? Không à. Vừa lại. Nè, nó chạy lên. Thằng kia chạy lên. Cái chữ không vờ đúng không? Là nhầm vờ, lặp lại. Ông bảo nó để tao cầm vẹt thôi. Thôi tại vì nhớ đôi giày cầu vẹt đó. Sao tao mới hỏi lại cái gì? Bà dạy gì? Không. Cái bài hát đó không vờ lại. Ê, nó nó bà nó cầm vẹt lại. Cô vợ mà nó. Ủa vậy hả? Xin lỗi. Bản trường xin lỗi. Ai tiếng Anh là cháu là ai tôi không biết. Rồi tiếp con chẹp. Đưa xe không em, đưa xe không em. Đưa lột xe máy, xe máy đùa đúng rồi. 125 VS, 125 mà. Đâu phải 125 VS ngàn đâu. Quá bò cua đảo á. Mà không đua, bò cua đi. Ê, không đua thì bò cua đi. Cái đồ mà nghe tụi bay. Nói nha, bò giống nha. Bò giống cải, bò giống bữa té đập đầu vô cục điện. Ai đập đầu hả? Em. Em hả? Em vượt đèn đỏ đó. Ê, giờ cái gì chứ hả? Không mang hả?